Trên thị trường hiện nay có rất là nhiều các dòng máy rửa xe trôi nổi để mua được hàng chính hãng. Các bạn thường hay quan tâm đến vấn đề thương hiệu hàng đầu. Một trong những thương hiệu nổi bật mà Bảo Yến muốn giới thiệu tới các bạn ngày hôm nay đó là thương hiệu của Oshima với máy rửa xe MXR120C này. Máy được ứng dụng trong nhiều công việc như rửa xe, xịt rửa sân vườn, xịt rửa nhà máy, xí nghiệp. Và các bạn có thể vệ sinh chuồng trại, vệ sinh máy lạnh, tưới cây, cảnh, v.v. Với công suất mạnh mẽ 1.800W, các bạn có thể sử dụng với những mô hình rửa xe nhỏ trong các hộ gia đình. Máy được thiết kế nhỏ gọn, với tay cầm phía trên sẽ giúp các bạn dễ dàng di chuyển trong quá trình làm việc. Vỏ máy được làm bằng lớp nhựa cao cấp, mang lại độ bền bỉ cao và chất lượng tốt. Phía sau máy có một cánh quạt tản nhiệt giúp động cơ không bị nóng khi sử dụng lâu, kèm theo một dây nguồn điện với chiều dài 2m có lớp vỏ cao su cách nhiệt giúp an toàn cho người sử dụng và có thể di chuyển xa hơn. Máy được trang bị công tắc tắt mở, có một lớp nhựa bao bọc bên ngoài giúp chống thấm nước. Phần đầu máy sẽ có một đồng hồ quan sát áp lực nước kèm một nút chỉnh áp lực. Phía dưới chúng ta sẽ có một cái đầu ren bằng đồng chắc chắn dễ dàng tháo lắp. Bên đối ngược lại chúng ta sẽ có một cái đầu hút nước. Máy được trang bị động cơ cảm ứng từ với lõi đồng 100%, cực kỳ bền bỉ, mang lại êm ái trong quá trình sử dụng. Với động cơ chạy 1.8 kW, tốc độ vòng quay 2750 vòng trên phút, lưu lượng nước 7 lít trên phút sẽ giúp bà con làm việc một cách hiệu quả và nhanh nhất. Máy rửa xe MXR120C này bao gồm một cây súng với đầu tia linh hoạt, một thân nối dài kèm một bình bọt tuyết, sẽ được hỗ trợ thêm một lọc rác và một đầu nối nhanh. Máy được trang bị thêm một dây hút nước với chiều dài 2m, dây phun áp lực với chiều dài 8m được thiết kế hai đầu dễ dàng lắp ráp. Sách hướng dẫn sử dụng của máy bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt. Bây giờ xin mời các bạn hãy cùng Bảo Yến theo dõi cách lắp ráp máy này nhé. Đầu tiên, các bạn sẽ lắp khớp nối nhanh vào cái phần dây hút nước trước. Phần còn lại, chúng ta sẽ lắp một cái lọc rác vào. Sau khi lắp xong thì cái khớp nối nhanh này chúng ta sẽ gắn vào cái phần vị trí hút nước của máy. Khi lưu ý, khi các bạn sử dụng thì chúng ta nên nhấn mạnh cái cục này xuống và chúng ta đẩy vô là được. Khi tháo ra cũng tương tự như vậy. Chúng ta đã lắp xong được cái phần hút nước. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp bán súng vào phần dây phun. Phần thân nối dài này, khi mà các bạn có nhu cầu muốn sử dụng phun xa và phun mạnh thì chúng ta sẽ nối vào phần bán súng. Và đầu dây phun còn lại thì Bảo Yến sẽ nối vào cái phần đầu hút, thì Bảo Yến sẽ nối vào cái phần đầu ra của máy. Chúng ta sẽ làm tương tự với như là lắp cây súng, chúng ta sẽ gắn vào vị trí này là được. Khi các bạn muốn xịt rửa ô tô thì chúng ta chỉ cần việc lắp cái bình bọt tuyết vào cái bán súng này là được. Việc lắp ráp máy rửa xe này khá là dễ dàng, những người sử dụng như mình cũng hoàn toàn lắp được. Nếu các bạn có nhu cầu muốn sở hữu dòng máy rửa xe Oshima M120X này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới màn hình hoặc truy cập website để hiểu rõ hơn. Còn bây giờ Bảo Yến xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.